Xin được chào tất cả các chú anh chị quý khán giả với mình Thần Vân, nhà hảo tâm đang xem kênh Hoàng Xanh. Thì hôm nay thì Xanh tiếp tục phát quà cho bà con nghèo. Xanh phát cho bà con tổng cộng là 100 phần quà, mỗi phần quà trị giá 300.000 đồng. Trong đó có 100.000 tiền mặt với 200.000 nhu yếu phẩm gồm gạo với lại dầu ăn, nước mắm, đường, bột ngọt, muối. Rồi hôm nay thì Xanh xin được phép đọc lại số tiền các cô chú anh chị mình Thân Vương đã ủng hộ. Hôm trước Xanh có phát gạo cho bà con và số tiền Xanh phát thì còn dư còn lại đó là 25 triệu 920 ngàn đồng. Thì hôm nay thì Xanh cộng thêm 200 đô của cô Linh Tố Smith ở bên Mỹ, là 200 đô của cô Linh Tố Smith nó được là 4 triệu 620 ngàn đồng. Thì 25 triệu 920 ngàn đồng cộng cho 4 triệu 620 ngàn đồng là bằng số tiền là 30 triệu 540 ngàn đồng. Thì hôm nay thì Xanh phát 100 phần quà thì tổng cộng là 30 triệu. Thì số tiền còn lại 540 ngàn đồng thì Xanh sẽ phát cho dịp sau. Giờ thì Xanh mời tất cả các chú anh chị với khán giả với mình Thường Vương sẽ cùng với Xanh phát quà cho bà con. Xin mời ạ. Lời nói đầu tiên cho con xin gửi lời chào bà con ở đây. Con xin đại diện các cô chú anh chị Mạnh Thường Quân nhà hảo tâm xin chúc cho bà con cô bác mình thật là nhiều sức khỏe, luôn ăn lành hạnh phúc trong cuộc sống ạ. Thì hôm nay thì con tới đây thì con được nhận sự hỗ trợ của các cô chú anh chị Mạnh Thường Quân nhà hảo tâm gửi tiền cho con để làm từ thiện cho các cô chú bà con nghèo khó khăn ở đây. Thì con sẽ phát cho bà con mình. Bây giờ thì con mời bà con mình ổn định thì con sẽ bắt đầu phát quà. Xin chân thành cảm ơn nhiều ạ. Dạ. Rồi, chào cô, con gửi cho cô một phần quà hen, với gạo, với nhu yếu phẩm, với 100 ngàn tiền mặt. Chúc cô nhiều sức khỏe nha. Dạ rồi, rồi tiếp tục luôn chị. Rồi chào bà luôn hen. Gửi cho bà một phần quà nha, chúc bà nhiều sức khỏe nha. Dạ, cảm ơn mấy cậu. Dạ rồi, rồi tiếp tục luôn chị ơi. Rồi tiếp tục luôn anh. Rồi bà gửi cho bà một phần quà ha, 100 ngàn tiền mặt hen. Cảm ơn. Rồi. Rồi. Dạ dạ rồi. Rồi bà ơi, con đại diện của chú Mạnh Thường Quân chúc bà nhiều sức khỏe nha. Dạ, cảm ơn nhiều. Dạ rồi. Dạ. Vui không? Vui đúng không? Dạ. Rồi gửi bà một phần quà nha. Cô hay chú cho về giờ gì mừng ơn đó. Dạ rồi, cảm ơn cô nhiều. Dạ. Cô nhiều sức khỏe. Dạ rồi, rồi, rồi. Rồi. Rồi chào con. Rồi chào con. Rồi ba mẹ đâu không đi lãnh? Ba mẹ con đâu vậy? Ba mẹ con ở nhà. Ở nhà sao không đi lãnh? Mẹ bệnh. Dạ, mẹ bệnh này. Mẹ bệnh tàn tật đó, lớn tàn, đầu. Tàn tật luôn hả? Dạ, dạ rồi. Dạ. Rồi. Gửi cô một quà chúc cô nhiều sức khỏe nha. Dạ, cảm ơn. Dạ. Dạ. May mắn. Rồi. Rồi, bà ơi, gửi bà một quà chúc bà nhiều sức khỏe nha, cũng đại diện các cô chú Mạnh Thường Quân nè. Rồi. Bà khỏe nha. Rồi. Rồi. Đây bà ơi, gửi bà một quà, bà cho con xin phiếu bà. Bà lớn tuổi nghe luôn á, rồi rồi chị ơi, gửi chị 100.000 tiền mặt cái phần quà ha. Dạ, cảm ơn cô chú Mạnh Thường Quân nhiều ạ. Dạ rồi, con đại diện của chú Mạnh Thường Quân gửi cho bà một phần quà ha. Rồi dạ, chúc bà nhiều sức khỏe nha. Dạ, bà cảm ơn con. Dạ rồi, đây quà đây bà. Dạ, dạ. Mừng lắm ạ. Mừng con, lắm luôn hả bà? Con coi là bà mừng lắm, tại vì mừng không có được. Dạ, mừng không có được già cả ha, nên dạ, thấy quà rất là quý. Rồi, cảm ơn bà. Rồi, chào bà luôn, gửi bà một phần quà nè. Con cảm ơn con rồi. Dạ rồi, chúc bà nhiều sức khỏe nha. Đây bà, rồi tiếp tục đây chị. Đây. Dạ rồi chị. Tên nó sao mày ban mặc ban phar sar phar ban tay na chuột ban hay chuột tên men tha sa para cha che cha sóc cha ngọt nè, cho tao đặt tên em tha quân. Dạ sa. Bà gửi vừa gửi lời cảm ơn các chú Mạnh Thường Quân nhà hảo tâm đã giúp đỡ cho bà, gửi lời chúc rất là nhiều luôn. Không lại sớm lắm á. Vậy hả? Mời sớm lắm hả? Rồi, 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 ông ở đây có phiếu đâu? Chị lấy rồi. Chị lấy rồi hả? Rồi, chúc ông nhiều sức khỏe nha. Rồi. Rồi, ông tới sớm lắm không? Vâng. Ông có gần đây không? Vâng, cũng hơi xa xa. Hơi xa xa hả? Bữa nay nhận được quà mừng không nè? Mừng. Rồi, dạ, gửi chị ơn. Một quà ha. Nha, chị nhiều sức khỏe. Cảm ơn mà Nam Quân. Rất hạnh được nhận quà được rất là vui. Dạ, rồi, đây. Cảm ơn. Dạ rồi. Rồi gửi bà một phần quà nha bà. Chúc dạ, bà nhiều sức khỏe nha. Cảm ơn cô cậu. Dạ rồi, con sẽ gửi lời cho đến các cô chú Mạnh Thường Quân vậy. Cảm ơn. Cô một phần quà ha, cái này bán giấy số dạ, cô. Bán giấy số chưa, còn mấy chục nữa. Dạ, cảm ơn em nha. Dạ, hát xong là cô về được rồi ha. Dạ dạ. Dạ. Về đi cô, bán cho kịp giờ cô ha. Rồi. Rồi. Rồi, để gửi cô một phần quà ha. Dạ, cảm ơn chú. Dạ rồi. Thì nãy giờ con đại diện các cô chú Mạnh Thường Quân nhà hảo tâm phát quà cho bà con mình xong rồi. Bây giờ thì con sau cùng con không biết nói gì hơn. Con xin thay mặt các cô chú anh chị Mạnh Thường Quân nhà hảo tâm trong và ngoài nước xin
gửi lời chúc sức khỏe năm mới, tại vì giờ sắp tới năm mới rồi. Chúc bà con mình thật là nhiều sức khỏe, luôn an lành, hạnh phúc trong cuộc sống. Và nếu có duyên, có phước, có phần thì con sẽ tới đây con phát nữa. Một lần nữa con xin chân thành cảm ơn rất là nhiều ạ. Dạ. Rồi vậy thì con mời bà con cô bác mình có thể ra về được ạ. Rồi rồi con chào luôn ạ. Dạ rồi rồi cảm ơn bà. Rồi rồi bà về nghỉ nha. Dạ rồi. Rồi cảm ơn bà về. Đúng rồi, cảm ơn cho chú Hoàng An phát đạt này. Dạ dạ, dạ con sẽ gửi lời đến các cô chú mình. Rồi các bà về từ từ nha, về cẩn thận nha. Rồi, về từ từ thôi. Đi từ từ thôi, đi từ từ thôi. Đây đây đi từ từ thôi, đi từ từ thôi. Đi từ từ. Rồi bà đi từ từ thôi. Dạ rồi. Dạ dạ. Dạ mình sống sống mãi nữa. Dạ rồi. Dạ cô về khỏe nha. Dạ rồi cô về khỏe. Dạ rồi. Bà con về khỏe nha. Rồi. Dạ rồi rồi rồi. Rồi rồi bà có ai sắp dùng không? Trời ơi tội nghiệp quá. Rồi. Rồi bà về cẩn thận nha bà. Dạ cảm ơn mấy cậu. Dạ rồi. Mạnh giỏi đi. Dạ bà về cẩn thận nha. Từ từ thôi. Trời ơi có ai sắp dùng không? Để cô sắp ra ngoài cho. Con cháu đâu hết rồi. Bà về cẩn thận luôn nha. Dạ. Rồi, đây, 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 đây. Rồi bà về cẩn thận nha. Rồi bà về cẩn thận nha. Dạ. Qua được cô mà mừng hết tiếc rồi. Dạ. Vừa chúc con bà con ở xa đó dạ. Cho mạnh giỏi. Dạ. Chúc năm cũ bước qua năm mới dạ. An khang bình dưỡng sống trăm năm. Đời được bao lâu cho ta mang nỗi ưu sầu. Lời dành ra đi có mang được gì? Ta sống an lành, yêu thương con người ta sẽ gặp nhiều niềm vui. Ta sẽ không gặp nhiều niềm vui. Ở hiền bạn ơi, đời ta sẽ luôn tươi cười. Rồi mãi xa kịp con người trở về cát bụi thiên. Chất trên đời chỉ là cõi tạm mà thôi.